một tết ra đầy đầy tết hay sao có một tết chân anh với em rồi chứ nhưng mà vui yếu đôi về chân anh sao làm được em nào, để xử lý nhé. Nó rồi, bỏ cái ra nó cũng bật rồi. Đồ tay ngã. Đâu, em không. Có cảm giác gì không? Trời nhiều nốt thế cơ à? Ôi cha mẹ ơi. Ông Thành không phát hiện ra. Chết thật. Có tất ra em, đẩy nhanh để tất hay sao? Có tất chân anh với em rồi chứ? Nhưng mà vui yếu đôi về chân anh sao làm được? Em đỡ đau chưa? Thế sao? Đỡ đau rồi. Vâng. Cương phẳng à? Có tiền rồi. Chắc này là chỗ răng này có cái các bố ấy. Lấy nhau chỗ răng này chết. Bên răng nó thì cũng chả biết nào hạt cơm. Mai khám răng nó có sự mò gà mồm luôn. Chò mồm luôn rồi chết luôn. Có mắt biết. Nào, tay nó. Ô, găng thì găng chứ. Đâu? Ok. Bên này có đâu? Bên phải. Bên phải không? Bên phải không á. Nhiều khi cái này nó sẽ tạo thành cái hồ vì là nó mạch lươn mà. Mình xử lý hết cái đống mạch lươn phía dưới rồi nhưng mà cái phần máu không tiêu của em ấy nó lại đổ vào những cái hồ đó. Và sau đó nó tạo thành một ổ viêm mới. Nên là hôm nay sẽ phải làm nó khác đi. Ép để cho cái vùng đấy nó cầm máu. Vào trong cái vùng hồ đấy nó không có chảy máu vào nữa, không căng cái vùng này nữa, đúng kiểu tát ao xong rồi là nước lại chảy từ bên kia vào ấy, thế là thành đầy ao. Thì bây giờ là mình phải lấp ao,
nó vùng khác là ok rồi, mình còn tí xíu đấy là. Bên này mấy cái này nhỏ nhỏ này không đáng lo, này đơn giản. Không. Không. Tôi thấy gồng cứng cả miệng này nè. Nè. Lúc này nó thú nhận là đau chết thì được. Em không muốn bác sĩ nhẹ tay. Ây giời ơi, chết thôi. Dì già ra mà ép kiểu không cho tạo thành hồ ở đây nữa. Này có mấy cái nhỏ nhỏ này thì sửa thì một xíu cái này là mới à? Dạ. Từ hôm buổi trước anh nặng em thấy có rồi, nhưng mà nó to hơn. Thế hả? Ok, tí anh chị gọi lại. Mà không anh lấy cho anh cái này. Xong nó lại máu nó chảy và nó tạo thành một hồ mới nhiễm trùng rồi đấy. Hôm nay phải ép rồi, ép hết ký mổ viêm rồi. Thật ra nó viêm nó chỉ có một ít phía trên thôi, nhưng cái vấn đề là cái ổ nhiễm trùng nó bị lan tỏa. Để đi. Này có vẻ vẫn phải xử lý tí xíu. Ok, đỏ tươi. Đây là thăm dò.
cho anh hai bông tẩy trang che mắt đi, hoặc là lấy kéo cắt đôi cái này ra. Được, thôi rồi không cần bông nữa đâu. Anh cắt đôi cái này ra. Ừ, cứ để đây, từ từ đây. Đánh đây vào đâu? Bên phải thì trên đây nó hơi cứng cứng. Lướt ra cho anh nghe. Alo? Em nghe đây. Anh mang qua 88 đi, gửi lên Tân cho em nhé. Vâng, anh cứ để lên Tân, anh bảo là gửi lên anh Hoàn phòng 2111. Anh cứ để đi thì em lại nhé. Ok. Yeah. Yeah. Không, không, không. Nhắm, nhắm, nhắm. À, nhắm. Rồi, tưởng gì. Sao xong rồi? Bác cứ làm chú Ngọc ấy, chỗ này nó ảnh hưởng gì đó. Không ảnh hưởng nhá. Bác cứ làm thoải mái. Không nhiễm trùng, cái này cũng phải ép. Bạn này ban đầu chết chết luôn.